Tại sao mặt trời có thể liên tục phát sáng và tỏa nhiệt suốt hàng chục tỷ năm? Bên trong ngôi sao này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Nguồn năng lượng của nó thực sự đến từ đâu? Hôm nay, chúng ta hãy cùng bắt đầu một chuyến du hành kỳ thú từ lớp ngoài cùng là vành nhật hoa cho đến lõi mặt trời, để xem ngôi sao duy nhất của loài người tạo ra nguồn năng lượng vô tận như thế nào. Muốn khám phá bí ẩn của mặt trời, chúng ta cần bắt đầu từ cấu trúc sau lớp của nó. Ba lớp ngoài là vành nhật hoa, sắc quyển và quang quyển. Chúng thuộc về phần khí quyển ngoài của mặt trời. Ba lớp bên trong gồm vùng đối lưu, vùng bức xạ và lõi mặt trời. Nhưng trong sáu lớp này, sự tồn tại của vành nhật hoa đã khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nhiệt độ của vành nhật hoa có thể lên tới 2 triệu độ C. Thế nhưng nó không nằm bên trong mặt trời, mà ở lớp ngoài cùng của mặt trời. Nó trải dài từ bề mặt mặt trời ra ngoài khoảng 8 triệu km. Bình thường, vành nhật hoa hầu như không thể thấy bằng mắt thường. Để quan sát được, chúng ta cần dùng công nghệ tia X. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để nhìn thấy vành nhật hoa là trong lúc nhật thực toàn phần. Khi mặt trăng gần như che khuất hoàn toàn ánh sáng bề mặt mặt trời thì sẽ xuất hiện một quầng sáng rực rỡ. Quầng sáng đó chính là vành nhật hoa. Điều bất ngờ là nhiệt độ của vành nhật hoa lại có thể đạt tới 2 triệu độ C, cao gấp 360 lần so với nhiệt độ bề mặt mặt trời. Theo lý thuyết, càng xa nguồn nhiệt thì nhiệt độ càng phải giảm. Nhưng vành nhật hoa lại phá vỡ quy luật này. Để tìm hiểu vì sao nhiệt độ của vành nhật hoa lại cao đến vậy, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp phân tích quang phổ, quan sát bằng sóng vô tuyến, quan sát bằng vệ tinh và xây dựng các mô hình lý thuyết nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác. Cho đến nay, đây vẫn là một bí ẩn chưa có đáp án trong giới khoa học. Hiện nay, giả thuyết phổ biến cho rằng từ trường của mặt trời có ảnh hưởng nhất định đến vành nhật hoa nên đã tạo nên mức nhiệt khủng khiếp này. Nếu chúng ta ở trong vành nhật hoa, chỉ vài phần nghìn giây là cơ thể sẽ bị phân rã. Gác lại vấn đề về vành nhật hoa, chúng ta hãy đến với lớp ngoài thứ hai, sắc quyển. Sắc quyển nằm ở dưới vành nhật hoa và ở phía trên quang quyển. Nó dày khoảng 2.000 km. Sắc quyển trông giống như một khu rừng đang bốc cháy, đầy những luồng khí nóng phun trào. Những luồng khí này được gọi là tia nhọn mặt trời. Chúng có thể vươn cao từ 3 đến 8 km rồi sụp xuống. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 5 đến 10 phút. Nhiệt độ ở sắc quyển có thể đạt tới 3.700 độ C và càng gần vành nhật hoa thì nhiệt độ càng cao. Bên dưới sắc quyển là quang quyển. Đây là lớp thấp nhất của khí quyển mặt trời. Chúng ta thường gọi là bề mặt mặt trời. Từ trái đất nhìn lên mặt trời, thực chất là chúng ta đang nhìn vào quang quyển. Quang quyển là nơi phát ra phần lớn năng lượng. Ánh sáng từ quang quyển di chuyển với tốc độ 300.000 km/giây, mất khoảng 8 phút 20 giây để đến trái đất. Nhiệt độ ở đây khoảng 5.500 độ C và được coi là nhiệt độ tiêu chuẩn của mặt trời. Dù thường được mô tả là bề mặt mặt trời, nhưng quang quyển khác hoàn toàn so với bề mặt rắn của các hành tinh đá như trái đất. Nó hoàn toàn được cấu tạo từ lớp plasma dày khoảng 482 km. Nếu chẳng may rơi xuống đây, bạn sẽ chìm ngay vào đại dương plasma sôi sục. Thực tế là chưa kịp chạm tới thì bạn đã bị bốc hơi rồi. Năng lượng và nhiệt ở quang quyển đều được tạo ra từ quá trình phản ứng trong lõi mặt trời từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu năm trước, giờ mới được giải phóng vào không gian. Quang quyển còn có những gờ sáng và hình dạng kỳ lạ bằng plasma, được gọi là hạt đối lưu mặt trời. Chúng hình thành khi nhiệt từ các lớp bên dưới truyền lên quang quyển, quá trình này gọi là đối lưu. Ngoài ra, đây cũng là vết đen mặt trời, nơi hình thành những vùng tối và lạnh nhất. Khi từ trường mặt trời xuyên qua bề mặt, các vết đen sẽ xuất hiện. Chúng trông như đang di chuyển trên bề mặt mặt trời. Các nhà thiên văn học quan sát chuyển động này mới nhận ra rằng mặt trời cũng tự quay. Vừa rồi chúng ta đã nói về ba lớp ngoài của mặt trời. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về vùng đối lưu, nơi truyền tải nhiệt lượng. Vùng đối lưu là lớp đầu tiên trong ba lớp bên trong của mặt trời. Chính lớp này đã đưa nhiệt lượng lên quang quyển, tạo ra những hạt đối lưu mặt trời mà ta nhìn thấy. Vì vậy, nó được gọi là vùng đối lưu, lấy tên từ hiện tượng đối lưu. Ở đáy vùng đối lưu, nhiệt độ có thể đạt tới 2 triệu độ C. Tuy nhiên, khi khí ở đây tiến gần đến quang quyển, nó sẽ nguội dần đi. Nói cách khác là càng ra ngoài thì nhiệt độ càng giảm, càng đi sâu vào trong mặt trời thì nhiệt độ càng tăng. Plasma trong vùng đối lưu di chuyển theo dòng đối lưu, giống như nước sôi trong nồi, các bong bóng plasma nóng sẽ đưa nhiệt ra bề mặt. Khu vực này có mật độ khá thấp, khiến photon dễ dàng chuyển hóa thành nhiệt lượng hơn. Bên dưới vùng đối lưu là vùng bức xạ. Tại đây, năng lượng được truyền ra ngoài từ lõi mặt trời
dưới dạng photon. Đó là lý do nó được gọi là vùng bức xạ, bởi photon là một dạng bức xạ điện từ. Vùng bức xạ không đặc như lõi, nhưng vẫn đủ để photon va chạm liên tục với các phân tử khí xung quanh. Theo số liệu quan sát của các nhà khoa học, một photon rời khỏi lõi mặt trời phải mất từ 100.000 đến 1 triệu năm mới thoát khỏi lõi và đến được bề mặt mặt trời. Nhưng một khi đã đến bề mặt, vẫn chính photon đó lại chỉ mất 8 phút để đến trái đất. Thật kỳ diệu phải không? Nếu đi sâu hơn nữa, chúng ta sẽ tới lõi mặt trời. Đây là trái tim của mặt trời, là nơi diễn ra phản ứng nhiệt hạch mạnh mẽ nhất trong toàn hệ mặt trời. Nó giống như một lò phản ứng nhiệt hạch khổng lồ, chủ yếu được cấu tạo từ plasma siêu nóng. Người ta cho rằng kích thước của nó có thể lớn hơn trái đất hàng nghìn lần. Đây chính là nguồn gốc của toàn bộ năng lượng và nhiệt lượng mà trái đất nhận được mỗi ngày. Trong lõi mặt trời, hai nguyên tử hydro va chạm và hợp nhất sẽ tạo thành một nguyên tử heli. Quá trình này gọi là phản ứng nhiệt hạch. Nhiệt độ ở lõi được ước tính hơn 15 triệu độ C với áp suất khoảng 250 tỷ ATME. Chỉ trong một giây, lõi mặt trời có thể biến khoảng 600 triệu tấn hydro thành khoảng 595,80 triệu tấn heli. Số khối lượng mất đi khoảng 4,20 triệu tấn sẽ chuyển hóa thành năng lượng. Theo công thức nổi tiếng của Einstein, E bằng M nhân C bình phương, lượng năng lượng này tương đương với 9.000 tỷ quả bom nguyên tử ở Hiroshima phát nổ cùng lúc mỗi giây. Có thể bạn sẽ thắc mắc, làm thế nào mặt trời có thể duy trì việc phát năng lượng và giữ ổn định như vậy? Thực ra, lực hấp dẫn, áp suất khí và áp suất bức xạ bên trong mặt trời luôn ở trạng thái cân bằng động. Khi phản ứng nhiệt hạch chậm lại, lượng năng lượng giảm, khối khí của mặt trời sẽ co lại, làm tăng mật độ và nhiệt độ ở lõi, từ đó đẩy nhanh phản ứng nhiệt hạch. Ngược lại, khi phản ứng nhiệt hạch nhanh hơn, năng lượng tăng, khối khí sẽ giãn nở, làm giảm mật độ và nhiệt độ ở lõi, khiến phản ứng nhiệt hạch chậm lại. Cơ chế cân bằng tinh vi này giúp mặt trời duy trì năng lượng ổn định suốt hàng tỷ năm. Vậy mặt trời có thể duy trì phản ứng nhiệt hạch mãi mãi không? Thực tế là lượng hydro của mặt trời có hạn. Các nhà khoa học dự đoán khoảng 5 tỷ năm nữa, hydro bên trong sẽ bị tiêu thụ hết, trong lõi sẽ chủ yếu là heli. Mặc dù heli cũng có thể xảy ra phản ứng nhiệt hạch để tạo thành carbon, nhưng quá trình này sẽ khiến cấu trúc và nhiệt độ của mặt trời thay đổi lớn. Kết quả là mặt trời sẽ phồng to thành một ngôi sao khổng lồ đỏ, rồi nuốt chửng sao thủy, sao kim và thậm chí là cả trái đất. Sau đó, lõi mặt trời sẽ trở thành một sao lùn trắng có nhiệt độ tới 100.000 độ C. Về lý thuyết, hàng chục tỷ năm sau, có thể cuối cùng mặt trời sẽ trở thành một sao lùn đen, một thiên thể không còn phát sáng hay tỏa nhiệt. Chuyến hành trình kỳ thú vào bên trong mặt trời hôm nay đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngôi sao này và lý giải tại sao nó là nguồn năng lượng của cả hệ mặt trời, cũng như tầm ảnh hưởng sâu rộng của nó tới 8 hành tinh trong hệ. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!